Một ngày relax đúng nghĩa của hai đứa chúng mình sẽ như thế nào? Nếu các bạn ưa thích massage, đấm huyệt, nắn bóp hay đặc biệt là gội đầu dưỡng sinh đả thông kinh mạch khí huyết thì chiếc clip này sẽ là tín hiệu vũ trụ gửi đến các bạn, hãy đến Yemi ngay nha. Và một ngày đẹp trời với chiếc cổ kêu cạch cạch nhiều tuần do ngồi máy tính quá lâu, hai đứa quyết book ngay một liệu trình gội đầu dưỡng sinh Trung Hoa. Mà gội đầu dưỡng sinh thì mình cũng trải nghiệm nhiều rồi nhưng gội đầu dưỡng sinh Trung Hoa thì đây là lần đầu đấy. Không chỉ dừng lại ở gội đầu Trung Hoa, tại đây còn có các dịch vụ khác rất là mới lạ như là lấy giày tai, massage chăm sóc vùng thính giác một cách kỹ càng nhất. Ngoài ra mình cũng biết tới Yemi vì có dịch vụ nối mi thiết kế siêu đỉnh. Tại đây không chỉ dừng lại ở việc xoa bóp, chúng mình được massage, thư giãn, kích thích mọi giác quan của cơ thể, nào là thính giác và xúc giác. Cả những gì bạn cần làm nó chỉ là chỉ cần nằm xuống và thư giãn mà thôi. Gội đầu dưỡng sinh Trung Hoa tại đây rất mới lạ đối với mình với vô vàn các bước chăm sóc. Mà đây còn tâm lý tới nỗi nếu như massage sẽ được trải một lớp đệm thảo dược ấm ấm ở dưới lưng, giúp thư giãn và rất tốt cho vùng lưng, nằm lâu sẽ không bị mỏi tí nào luôn. Với tay nghề điêu luyện của các chị chuyên viên thì Dương đã được trải nghiệm một buổi massage của ve gáy trên cả tuyệt vời. Một liệu trình kéo dài 90 phút và Dương thì đã thiêu thiêu ngủ luôn rồi. Bác nào mà chưa gội đầu dưỡng sinh bao giờ thì hãy thử một lần ở đây nha để biết nó phê như thế nào. Còn tôi thì ngoài gội đầu thì sẽ thử uốn mi ở tại đây. Uốn thì được các chị tư vấn về dáng mắt và cách uốn mi sao cho cong nhất. Đây là chiếc mi chưa uốn của tôi nha. Tôi có một đôi mắt buồn, mi cứ cụp xuống như là chiếc ô vậy. Trước khi uốn còn được các chị vệ sinh mắt, sau đó massage, cắt thảo dược trị thâm mắt, chăm sóc rất là kỹ càng luôn. Thật ra và đây là kết quả sau đó, quay không được rõ nhưng mà mình rất ưng luôn. Phần đuôi được uốn cong rõ ràng và quan trọng là không hề bị sun hay là gãy mi tí nào. Không gian spa thì được thiết kế sang trọng, sạch sẽ, sáng sủa, view hồ Đồng Nhân rất là chill. Rồi còn được ra ngoài ban công uống trà thư giãn nữa.